thêm một câu chuyện về nhân quả bất thông nữa đây. Có một ông nọ tên là Nghiêm Đại. Tại sao ông có tên là Nghiêm Đại? Bởi vì ông có ba cái đại. Cái đại thứ nhất đó là gì? Tài sản vĩ đại, lớn lắm, giàu lắm, làm chủ nhiều công ty hãng xưởng lắm quý huynh đệ ơi. Cái đại thứ hai đó là tấm lòng quảng đại, hay giúp đỡ mọi người với tấm lòng từ bi, ban vui, cứu khổ, thấy chỗ nào, nghe chỗ nào khổ là đem đến giúp liền. Thậm chí cái sự quảng đại rộng lớn của ông hỉnh được một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại Singapore đem về bằng ngọc quý. Chừng ở trong nhà, người bạn đến cái nói: "Ôi cái bức tượng này đẹp quá." Ông lấy ra ông tặng liền. Lấy ra tặng liền. Mà giá trị của cái bức tượng đó đến 5.000 đô ông cũng tặng luôn. Tấm lòng quảng đại như vậy đó. Và cái đại thứ ba là nộ khí cũng vĩ đại lắm nha quý huynh đệ. Xanh dữ lắm. Nói ai nói cái gì mà không đúng rồi là ông sấp liền đó nha. Giận tức lên liền đó. Ông Nghiêm Đại có một người vợ rất lý tưởng. Từ khi cưới về cho đến bây giờ luôn, là vợ của ông Nghiêm Đại, ông đi đâu là bà vợ đi tò tò theo đó. Năm ông Nghiêm Đại 50 tuổi thì ông mắc phải một cái chứng bệnh đau đầu. Mà đi hết bác sĩ đông y tây y chữa không khỏi. Mấy năm trời như vậy cứ đau mãi đau mãi. Ông mới nghe Hòa Thượng Diệu Pháp ở Ngũ Đài Sơn là một cao tăng thần thông diệu dụng, biết được quá khứ, hiện tại, vị lai. Ông mới thân hành đến nơi và nói rằng: "Bồ Tát ơi, cứu con với, giúp con thoát khỏi bệnh tật." Hòa Thượng Diệu Pháp mới bảo rằng: "Ta không phải Bồ Tát thì làm sao cứu ông được?" Nghiêm Đại bảo rằng: "Lương Nghi ơi, xin vô cứu giúp dùm con mắc phải chứng bệnh đau đầu mấy năm rồi mà chữa trị không hết." Ngài trả lời rằng: "Ta cũng không phải là lương y, nếu lương y phải mở phòng mạch để cứu chữa bệnh nhân, ta không phải lương y, không phải bác sĩ, làm sao cứu chữa bệnh của ông? Bệnh của ông phải tự một mình ông giải cứu lấy ông." Rồi Hòa Thượng mới quay lại hỏi: "Ủa, ông đi đến đây không có vợ ông theo hả?" Ông Nghiêm Đại mới nói: "Hòa Thượng ơi, Hòa Thượng nói đến đây thì con mới nói cho Hòa Thượng nghe. Cái bà vợ của con không biết vì sao, không biết là đời trước bà là cái gì, mà đời này bà theo con tò tò, bà canh con còn hơn là quân lính mà giải tù binh đi canh vậy đó. Không biết tại sao mà bà đi theo con hoài. Bữa nay sở dĩ bà ở nhà bà không đi theo là con thoát nạn đó. Con mừng muốn chết, con mới được tự do là bởi vì bà mua một cái con chó Đức về nuôi. Bà thương nó lắm, bà sợ dẫn nó đi theo đường núi như vậy nó đi không nổi, bỏ ở nhà thì sợ không ai chăm sóc, cho nên bà ở nhà bà chăm sóc cái con chó đó, con mới được thông thả tự do." "Ủa mà vì sao Hòa Thượng hỏi con câu nói đó?" Hòa Thượng mới nói: "Tại vì bà vợ của ông liên quan đến câu chuyện mà ta sắp kể đây. Ông có biết chăng, hơn 100 năm trước có một người, một cậu bé này mồ côi cha mẹ, thất tha thất tiểu đi làm thuê ở mướn, bị chủ người ta ăn hiếp, ngồi khóc. Cái thấy có một vị hòa thượng đi ngang qua, thấy đứa bé ngồi khóc bên vệ đường, hỏi han mới biết là nó mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, không người nuôi dưỡng và bị người chủ ăn hiếp. Làm việc thì nhiều mà trả công không có bao nhiêu, còn bị đánh đập. Hòa thượng mới hỏi: "Con có muốn về chùa ở không? Về chùa làm công quả ta nuôi cho suốt đời." Cậu bé mới theo Hòa Thượng đi về chùa. Vào hàng ngày thì cậu bé này làm công quả. Việc gì ở trong chùa sai cái gì làm cái đó. Có một bữa đó là ngày rằm tháng giêng, những nam thanh nữ tú vào dịp đầu năm đi đến chùa lễ Phật. Thấy họ vui vẻ bên nhau, cái cậu bé này cũng mơ ước: "Tại sao mình cũng là một con người mà mình không giống được như người ta? Người ta có bạn, có đôi, người ta vui vẻ đi chùa hân hoan hỷ lạc, còn mình tối ngày lủi hủi ở trong chùa làm công quả, không biết trời đâu đất đâu hết." Cái đợi cho đến khi người ta lễ Phật xong hết buổi trưa hôm đó, giờ nghỉ trưa chỉ tình, cậu bé này mới đến trước điện Phật dẫn theo cái con chó. Con chó này là cậu nhặt được ở ngoài đường đem về nuôi.
ngày nào ăn cơm thì cũng ăn chung với nó, ngủ thì cũng ngủ chung với nó. Cái cậu bé mới đến trước điện Phật, cái con chó nó cũng lẻo đẻo theo sau. Cậu bé quỳ xuống đối trước Phật khấn nguyện, con chó nó cũng nằm xuống ngay đó. Cậu này mới chắp tay lại, mới xin niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con không biết quý ngài có thật hay không, nhưng nếu quý ngài có thật thì ngài chứng minh cho con điều này đi. Điều mơ ước duy nhất trong cuộc đời của con là nếu con có một ít tiền là con đi cưới vợ liền đó. Cái hòa thượng đứng kế bên sau lưng hòa thượng nói, con mà cũng đòi đi cưới vợ nữa hả? Cái cậu bé này nói, ai không muốn hòa thượng, tại vì con nghèo quá, con không nhà, không cửa, không cha, không mẹ. Chứ nếu mà bây giờ con có một số tiền là con đi lập tổ ấm nguyên ương của con rồi đó, con đi cưới vợ liền. Cái hòa thượng nói, con ơi, người ở thế gian dù giàu cách mấy, có tiền, có bạc, có vợ, có chồng, có con, có cái đi nữa, nhưng mà vẫn sanh tử luân hồi đau khổ mà thôi. Chỉ có xuất gia tu hành mới thoát ly sanh tử thôi con ơi. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ, có con cũng khổ, không con cũng khổ, mà con là nợ vợ là quan gia đó con. Nghe hòa thượng nói như vậy, cái cậu ta mới hỏi hòa thượng, vậy con xuất gia được không? Hòa thượng nói, được, xuất gia được. Cái cậu bé mới vuốt vuốt con chó, nói, chó ơi, tao đời này tao không lấy vợ được rồi, nếu mà đời sau tao có vợ, tao ước gì tao có một con vợ giống y hệt như mày, trung thành với tao. Giống y hệt như mày, trung thành với tao, đi đâu ăn chung ngủ chung, cái gì vui buồn đều chia sẻ. Nói vậy đó, rồi xong rồi xuất gia. Xuất gia 3 năm quý huynh đệ, rồi lâm trọng bệnh qua đời. Hòa thượng Diệu Pháp mới bảo rằng, nãy giờ ta kể cho ông nghe câu chuyện đó, ông biết là ai không? Là ông đó Nghiêm Đại à. Đời trước cách đây 100 năm, ông là cái cậu bé mồ côi đó đó. Và cái bà vợ của ông bây giờ là cái con chó đó. Mà ông khó lời khấn nguyện rằng, nếu mà đời sau ta có vợ, ta mong muốn rằng ta có người vợ giống y hệt như mày, trung thành với tao, thì bây giờ đã thành sự thật rồi, còn muốn cái gì nữa? Phải không? Đi đâu mà vợ đi tò tò. Cái ông Nghiêm Đại nghe quãng đời của mình, tiền kiếp của mình, giật mình. Hòa thượng ơi, vậy sao? Đời trước con đã từng xuất gia 3 năm rồi, rồi mới chết. Vậy sao mà con quay trở lại con không còn nhớ gì hết trơn vậy? Mấy chục năm qua, 50 năm qua, con tranh danh đoạt lợi, cứ tham đắm ngũ dục trần lao, có biết gì là Phật Pháp đâu, đâu có nhớ về tiền kiếp tu hành của mình đâu. Nhưng hòa thượng cho con biết, vì sao con mắc phải chứng bệnh đau đầu vậy? Hòa thượng nói, khi nào ông xuất gia là ông tự hết à, bởi vì đây là cái bệnh nghiệp. Và cái nghiệp của ông đó là gì? Lúc mà ông làm công quả ở trong chùa đó, lâu ngày rồi ông ở trong chùa, cái ông ỷ lại nha. Ai đi đến chùa mà có quà cáp cho ông thì ông mở cửa ra, ông đón lẹ lắm. Mà nếu mà ai đi đến mà không có quà cáp trao tay ông á, thì ông đóng cửa chùa lại, ông nói giờ này giờ chỉ tịnh, không có mở cửa. Rồi ông còn nói những câu á, người ta nghe rất là đau đầu. Do vậy mà bây giờ ông mắc phải cái chứng bệnh đau đầu. Khi nào ông xuất gia tự nhiên cái bệnh này hết. Nghiêm Đại lúc đó mới thưa với Hòa thượng Diệu Pháp, kính bạch Hòa thượng, xin Hòa thượng cho con biết, vì sao mà bà vợ của con tiền kiếp lại là con chó, kiếp trước tạo cái nhân gì mà kiếp vừa rồi mang thân chó và kiếp này được thân người, vì sao vậy? Hòa thượng mới kể, kiếp trước nữa của bà này nè là một chú sa di ở trong chùa đó quý huynh đệ ơi. Ngày đó là ngày rằm tháng 7, Phật tử đem bánh bao đến chùa cúng dường. Cái mới đem bánh bao vô mới hấp ở trong nồi 10 cái, nói rằng đem 10 cái này đem lên cúng dường cho Phật trước, rồi mới cúng dường cho chúng tăng sau. Cái chú sa di này ở trong bếp dở cái nắp ra, thấy bánh bao nó đang bốc khói, nghe mùi thơm quá, ăn dụng, ăn cắp có một cái rồi ăn. Ăn xong rồi, cái vị tri sự ở trong chùa đó bước lại dở lấy bánh bao đem lên cúng Phật, thấy còn có 9 cái, mất hết 1 cái, mới hỏi ai, ai có lỡ lấy cái bánh này ra chúng sám hối đi nha, chưa có cúng Phật đó mà tự lấy ăn,
Tự lấy như vậy là ăn cắp, là ăn trộm, có tội, phải ra trước chúng sám hối. Cái mấy Phật tử ở dưới nhà bếp á, mới nói, hồi nãy con thấy cái chú Sa Di đó đó, đến đây không biết có lấy ăn không nha, thì con không biết đâu, thầy hỏi thử chú coi. Thầy Trí Sự mới đến gọi cái vị Sa Di này hỏi, hồi nãy ông đứng dưới bếp đó, ông dở nắp ra, ông có lấy ăn cắp cái bánh bao không? Cái vị Sa Di này nổi sân lên và nói rằng, ai nói tôi ăn cắp cái bánh bao đó? Người nào nói tôi ăn cắp cái bánh bao đó là con chó. Còn tôi mà có ăn dụng ăn cắp cái bánh bao đó, cho tôi làm con chó đi. Do một lời ác khẩu, đã ăn cắp ăn trộm rồi mà không biết nhận, lại còn nói dốc nói láo, còn đem cái lời nguyền rủa rằng cái người nói mình ăn cắp là con chó, còn mình có ăn cắp thì mình là con chó, cho nên tái sanh lại đời sau làm chó, mà lại là chó đói nữa nghe quý huynh đệ. Rồi gặp cái cậu bé mồ côi này đem về chùa nuôi đó, hằng ngày cho nó ăn, làm bạn với nó, nó nghe kinh, nghe câu Phật hiệu. Do đó bỏ thân chó tái sanh lại làm người. Và do cái lời ước nguyện đó, là ước gì đời sau mày làm vợ của tao, tao có một người vợ trung thành y hệt như mày vậy nè. Nghe đến đây ông Nghiêm Đại sợ hãi vô cùng, nhân quả báo ứng không sai. Ông Nghiêm Đại mới nói rằng, kính bạch Hòa Thượng, nghe Hòa Thượng kể rõ về tiền kiếp của con, về nhân và quả báo ứng, con cảm thấy sợ hãi. Dù cho trốn ở phương trời nào cũng không trốn được nghiệp nhân mà mình đã gây tạo. Một khi đủ duyên rồi thì nó trổ thành quả. Con không dám hứa với Hòa Thượng là bây giờ con phải xuất gia, nhưng chắc chắn một ngày không xa con sẽ xuất gia tu Phật. Còn bây giờ để con về con giải quyết việc nhà của con. Nhưng sau này không biết là ông Nghiêm Đại có xuất gia hay không, thì câu chuyện người ta dừng lại ở nơi đó, được trích dẫn trong báo ứng hiện đời đó quý huynh đệ. Dạng pháp giai không, nhưng mà nhân quả bất không nha. Do đó kính khuyên toàn thể quý huynh đệ chúng ta tin sâu vào đạo lý nhân quả. Tuy vậy đằng dùng trí tuệ quán chiếu thấy rõ vạn pháp đều không thật, duyên sanh, nhưng mà tội và phước, nhân quả thiện ác rõ ràng không sai đâu.